Progress. Okay. Làm từ công nó qua cầu bắt đầu làm trên dưới này. Journey xuất phát từ Barbara. Good. Should put, đúng rồi, should put better lock on the door. Nếu mà dùng pop in thì sao? Putting Mà cái better nghĩa nó có thay cái nghĩa cẩn thận lỡ mà vô đó con lỡ làm pop in xem để kiểm tra nghĩa xem nó có đủ không, đúng không? Nhưng mà nó là pop in thì nó thiếu Barbara đúng lock. nên cẩn thận đó nha. Despite now, despite his, khó này, cái này khó này. Cái đoạn trước đó là mặc dù chân anh nó bị gãy đúng không? Bây giờ biến cho nó thành danh, cầm danh từ thì như thế nào? His walking breathless. Broken legs better rồi. Okay, nhớ nhàng cái này là nghe nó cũng sẽ lặp lại, dễ lặp lại, cầm nè, broken legs, S là được. The crash, he managed to This is the first time I time à. Đây là đầu tiên tôi được ăn cái đồ ăn như thế này. I have it. eaten chứ đúng không? Là có cái từ eaten này mà xem là sao coi chừng xa lỗi nha. B nguyên luôn. I have eaten discard food. Nhưng mà thầy nghĩ tốt nhất là ever nha, I have ever. Lúc nào nó cũng làm ever. Nên cứ ghi ever đi. This is the first time I Coins bị động. have been drawn for Đúng rồi, then have been draw. an extension to house Đúng by rồi. Architect, good. you don't need to finish Finish. on Saturday. Ít phải thiếu ít rồi nha, thiếu ít. You don't need to finish finish cái gì đúng không, là finish it by tường thuật. How to know how Tường thuật mà many con, tường thuật
Nó đang là câu hỏi mình biến nó thành một câu bình thường đúng không? Mình thành một cái mệnh đề. Vậy phải làm sao cho nó mất cái dấu hiệu của câu hỏi, mất cái cấu trúc của câu hỏi thì sao? No. Many? Through these verse. How Nè, how many survivor are there là câu hỏi đúng không? Giờ làm cái nào để biết để nó biến mất, để nó không không còn là câu hỏi nữa. Biến sao cho nó không thành còn thành câu hỏi nữa. Đổi sang Lonely. no, lưu thì chắc chắn rồi, nhưng mà ở là cái cấu trúc câu hỏi là phải how many đúng không, xong rồi đến chủ ngữ này là survival đúng không, rồi đến động từ to be đúng không, rồi đến động từ to be cuối right. Vậy mình đổi sao cho nó biết khỏi thành câu hỏi how many survivor gì để They were Okay, lưu ý cái câu đó này, lưu ý câu hỏi, hẹn tự thuật câu hỏi. Cái mục đích làm sao để cho nó biến thành câu không phải là câu hỏi. Nè, trong câu hỏi thì biến thành câu bình thường, rồi thì nó biến lưu thì đó. Okay. Was such rotten meat that it has to be thrown away. The mid-verse. It was such rotten. Cái gì đó nè, nếu mà nó such rotten thì sao nó bắt mình biết lại chi nữa đúng không? Cái khúc sau là con là chắc chắn là phải biết lại rồi đúng không? Đáp vậy là cái nào đi với đáp, khúc sau là mình biết là rồi nè đúng không, vậy là có cấu trúc gì đi với đáp, cái miếng thịt đó sâu đúng rồi đó nè. Cái này con lưu ý hai cái luôn nha, bởi vì cái này nó cũng lỡ đâu nó cho con biết lại sao, biết lại ở dưới lên trên đó nè đó. What so? Ok, khi nào for thì đi với sưu, cẩn thận nha. Sưu thì nó hơi khó viết một chút. Sưu này là khó. Nó không có hợp với sưu này, for sưu. Essential that professor can have seen in Met at the airport. Works What's essential phải không? Cái này đó mình đâu có liên quan gì đến lùi thì đâu đúng không? Mình không phải tường thuật đâu mà lùi thì con đúng không? Thế là viết lại sao? Thầy không chắc lắm. Two, có thể là Professor kết hợp sao? Kết hợp sao? Professor Van Helsing is y rồi two. Khả năng cao là gì? Để tôi được kéo xuống thử. Y rồi two là làm sao? Y gì? Rồi Professor Van Helsing is essential. essential. Not at the airport. Và two mét. Và two gì? Two gì? Cái này đang để gì? Two gì? Two gì? Và chưa biết không? E-met mà. Là gì? Chưa gì? To Mời. Chưa đang đang là bị động đúng không? Chưa gì? be
đúng rồi. To be met. Làm hơi nhanh nè, đúng không? Ờ, để lại kiểm tra. Anh cũng nghi ngờ cái câu đó rất là lạ. Must. Ờ, nếu làm đơn giản thì cũng được. Làm đơn giản thì cũng được. Không? Và cái essential giống như là cái điều quan trọng, không cần thiết trong của nó cũng được. Okay, must be met. Ok, cho chẳng lưu ý cái câu này nè. Mình đang hơi suy nghĩ hơi phức tạp. If you have a visa, you can do. Bây giờ nó bắt mình viết lại như thế nào? Giờ mình viết lại theo cái nghĩa nó hay là viết theo cái ngược lại, đúng không con? Đúng không? Nếu mà con viết theo if you have visa, đúng không? Thì nó nghĩa ngược lại rồi. If you gì? If you don't have visa. You on. Đúng rồi. You can't visit the USA. Cái chồng nha, do đó cẩn thận. Try for your separator. Okay, ask if biến cho nó không phải câu hỏi nữa. If Janet could borrow Peter's typewriter. Sai rồi, sai nghĩa rồi. Đọc cái câu hỏi là gì? Can I borrow your typewriter, Janet? Ask Peter. Ai mượn của ai? Đúng không? Peter asked if Janet could borrow. Cho mượn. Nếu mà con làm theo hướng nó phải là cho cái từ, cái động từ cho mượn là gì? Borrow là mượn, đúng không? Còn có một động từ cho mượn là gì? Could we borrow? Thì tại sao con không làm ask Peter ask if he, đúng không? He. Nè con, nè cái can I borrow là câu hỏi, đúng không? Vậy mình đổi ngược lại lại để biến nó thành câu bình thường là gì? I can borrow your typewriter. Đúng không? Thế nó đơn giản hơn không? Peter asked if he can. If he can borrow Janet's typewriter. Đúng rồi, đó, đơn giản gì đó. Còn cái từ lend nó mới là từ cho mượn nha. Lend, L-E-N-D. Nhưng mà đừng có làm theo kiểu đó. Cứ làm theo kiểu borrow đi. She has been working. Bây giờ đọc lại. She has gì? She has been cũng được, nhưng mà has been phải như thế nào? So has been working. She has been quá khứ hoàn thành tiếp diễn thì phải là gì? Work in hay là ed? Đúng rồi, she has been working. For five years. Khi nào mà có thời gian cụ thể như thế này nè, đó, như để giống mạnh thì mình mới sử dụng được cái thì hiện tại tiếp diễn nha. Mình phải sử dụng bừa bãi á. Has been she know a lot more about it than I do. I don't know. I don't know as much as she does about it. Good. Stop.
My French friends find driving a left. Cảm thấy khó khăn khi lái bên tay trái, nhưng mà cái này dưới isn't. Đấy là isn't finding. Isn't finding. Drive on the left is. Isn't finding driving on the left gì? Bạn của tôi cảm thấy việc lái bên tay trái khó đúng không? Ở dưới là gì? Không cảm thấy việc lái bên tay trái. Easy. Đấy, nhưng mà thầy không chắc bởi vì nếu mà dùng thì bắt in tự nhiên nó là isn't gì đó ta. Không quen cái kiểu mà nó đơn giản một cách ngờ gì. Isn't to use to. Nó có thiếu thiếu. Các vấn đề nó không có đủ lắm. Isn't used to. Này mới lớp 9 rồi mà. Đấy, used to nè. Cái thị. Isn't used to driving on left. Okay. Nhớ lưu ý thêm cái đó. Đấy. Mình vẫn có cái sự hiện diện của used to. Quên chứ không. Còn họ nghĩ cái chủ nhân của ngôi nhà này đi ra nước ngoài thì là chủ nhân của nước của ngôi nhà bị gì? Is the owner of this house, the owner of this house is đúng rồi chứ? Got to gì? To be what? To gì? Suy nghĩ lại cho kỹ. To gì? Sau to là động từ đúng không? Mà cái này có phải động từ không? Sau to lúc nào cũng là động từ verb infinity đúng không? Nhưng mà ở đây mình có ý ở uproar, cái đó có phải động từ không? To have. Đơn giản thôi con, sao khó vậy? Is là động từ to be mà. So to has to be abroad thôi mà đúng không? Con là to be abroad mà. Còn gì hả? Thầy không có nghe gì mới, thầy mới nên mới hỏi con là to gì đó. Do con có hai sai lỗi đó, thầy qua kiểm tra cho chắc chứ. Ừ đó. Người nhớ cẩn thận nhất là có is nè, đã có is lúc nào mà con phải cẩn thận đó. Is are nha. Khi nào có động từ thì mới bình thường được. Ít bình thường, ít bình thường. Nếu chúng tôi có tiền, nếu chúng tôi có đủ tiền, thì nghĩ sao? Từ nha, cái này đang câu trên là quá khứ mà giờ mình dùng if thì là if là máy. No, là máy đang là quá khứ mà muốn một việc quá khứ xảy ra, không thật ở quá khứ, không thật ở quá khứ là if là máy. If là hai là không thật hiện tại đúng không? Không thật ở hiện tại. Im là ba là im là máy không thật nhờ ở đâu quá khứ đúng không? Im là ba nha, im là ba. Cấu trúc để gì? If we had, if we had enough money, we would gone
I will would them. I will would them. Could. Là would have chứ đúng không? Nếu mà would đó là nè con nhớ nha, cái would nếu mà con ghi would đó là giống như if là hai mất rồi đúng không? Đó, xem mà nó trùng thì được. Đó là would have. We would have gone on the way. Cơ bản mình vẫn còn thiếu, thiếu cơ bản hơi nhiều. Children could go swim because the sea was rough. To đi với gì? To đi với. Biết rồi, nhưng mà sau đó mà to rough đúng không? She was to rough nhưng mà đi khúc sau lại gì? Quan trọng. To đi với gì? So đi với that đúng không? Thì là to đi với gì? For nha, for the children. For the children. To go swimming. Đúng rồi. So as to nè, rồi so that to therefore, okay. Nãy này cơ bản nha, đừng sai cơ bản nha, khi nào khó thì sai là còn chấp nhận được, nhưng mà đã cơ bản là giáo viên đi dạy trên trường là không được sai. Khổ là cái gì chứ? Mechanic service my car last week. I have. Nó có. I have gì? I have been recycled. Cái gì cơ? I have gì? Từ nha, thợ cơ khí sửa xe tôi vào tuần trước. Cái động từ nó là service, ok. Vậy là gì? I have có cái cấu trúc là gì? I have gì? Theo tôi, I have been repaired là tôi được sửa chữa, con người có phải robot đâu con, đúng không? Have gì? Have something gì? I have something. Đúng rồi, đó. Một chút đó. I have my car. Service. Người ta trả gì sao đó? Last week by the mechanic. Okay. Traveling by air. Đúng rồi, traveling by air. Cái đó là trùng ngữ. Make me feel nervous. Thiếu. Always. Traveling. Đúng rồi, always make me nervous. Okay. Make me nervous thôi. Make me feel nervous cũng được. Chắc không sao. Nhưng mà phải có từ always nha. Nếu không thể, không có đủ tiền để mua xe gì là cái xe nó như thế nào? Không phải bị động đâu nha, mà có suy nghĩ bị động nha. Nè anh ấy không có đủ tiền mua xe đúng không? Vậy là cái xe đó như thế nào đối với anh ấy? The car was too expensive for him to buy. Rồi, good. Đó.
He success putting my forget my đúng rồi, my luggage under the seat. In style having a good selling he was unhappy at his job. Good. Inspire a good salary đúng không? Thành cái having cũng được rồi. I'm sorry, I'm at the party. I wish I could take part in your birthday party. No, mình phải xoay quanh cái từ miss, mình không có bỏ lỡ. Tại sao? I wish I couldn't miss your birthday party. Couldn't miss nè con, không nghĩ đâu, couldn't chứ. Nhưng mà bây giờ nhưng nó đã miss nên là đã là quá khứ rồi, để bỏ lỡ rồi đúng không? Cái này là sẽ wish là ba, cái mà giống như if là ba con, không thật là quá khứ chứ đúng không? I wish I had had gì? I wish I had had hadn't. No. So, I wish had. I had been. Đúng rồi, hadn't. Miss your birthday party. Chờ nhưng mà đây thì phải phải check. Y chang, đúng rồi. Đó, lưu ý nha. Kiểm tra cho chắc bởi vì nó đã ghi quá khứ rồi thì hơi sợ sợ. Đó, nó ok ở đây nó ghi quá khứ rồi đó. Okay. I have a clean streak this week. The streak haven't been clean this week. I have not been clean this week. Are not expensive than orange. Sai rồi. Are not expensive than orange. Có thấy sai chỗ này không? Tại sao nó có chữ than ở đó? And not more expensive than orange. Không biết nữa còn thấy cái câu nó không có mắc hơn hả? Người dắt được. Nếu đã so sánh hơn thì nó phải so sánh hơn chứ đúng không? Nhưng mà chắc nếu mà chắc cũng sao đâu. Thông thường ở đây thành cái tốt nhất lúc này cũng người ta hay sử dụng as đó không? And not as expensive as. Thành nghĩ cũng được, thành nghĩ chắc cũng hợp lý. I'm not expensive than. Đúng là nó không mắc hơn thì cũng hợp lý mà. Nhưng mà nên nhớ mình cũng có lựa chọn ask nha. How about you to put your money in the bank? You với chủ đề đó thì mình nên sử dụng cái từ gì? You would put your money in the bank. Nếu mà là gì nó đơn giản quá rồi đúng không? Có cái từ gì, cái chữ đờ đó con thấy nó quen thuộc với nó thường thường nó đi trước cái gì? Nên đúng không?
Nhưng mà nếu như you would put thì nó không có chữ nên. Phải có gì mà cái chữ nên á mà đi mà nó đi với lại chữ the này. Would be. Now, would better, better, better. Better, chữ the đó. Better. Better, sau better thì mình sử dụng gì? Danh từ. Cái gì con? Do better gì? Cái động từ nó như thế nào? Mình chỉ còn khúc này mà đúng không? Chỉ còn khúc put your money in the bank thì you better gì? You better put. Đúng rồi, nhớ nha, nó phải nguyên mẫu luôn á. Đừng có siêu gì á. Chữ đờ đó thì đó nó gửi cho con chữ đờ đó là phải, còn nếu không thì thôi nó mình ghi là you should put your money nó dễ hơn không, do nó có chữ đờ thì đó đó mình bị hạn chế better. I be bit sure of no is such. It's such a dirty restaurant Oh my god. Want to eat there. Oh my god, good. I will pick the children up if you like. Would you? Would you like me to pick the children up? Good. Would you like? Would you like me to? Pick up the children for you, yeah? Huh? Would you like me to pick up the children for you? Hay thầy thấy nó hay có điều mình theo mình nhớ thì chào bạn chứ đúng không? Bạn có phiền nếu đúng không? Bạn có muốn tôi đón một bọn trẻ cho bạn không? He object to the fact that his secretary came to work late. Thầy con đặt cho he was để có khi nào con có thấy chữ the fact nè, okay. Anh ấy phản đối object to phản đối cái việc rằng the fact là cái việc rằng okay he should to come to work late okay he was annoyed by the fact that by the fact vậy cái câu này con nên ghi lại luôn á by the fact that là đó he object to the fact phải chẳng cẩn thận rồi. By the fact. By the fact. Nó có chữ the fact nè. Nhớ có chữ the fact. Còn này nó hơi lạ. No older how do you it's more in this short years than Tom. More of you it's more industrial chăm chỉ nha industrious chăm chỉ hard working it's more industrious than Paul than Tom.
He is not used to live in London. Not used thì phải dùng cái gì phía sau? Living. Living. Nhưng mà thấy thì cái này làm đơn giản hơn là she not used to the life in London, không phải dễ hơn không? Right. Vẫn chưa quen cuộc sống ở London, không phải dễ hơn không? Nhưng mà đó cái con nhớ là phải y not thì phải nhớ bắt in living in London cũng như nhau thôi. She remind him to office. Đúng rồi, thì đó thôi. Remind là đã là don't forget rồi. Okay. I'm afraid I haven't got time to listen to you. I wish I. Tôi có thời gian để nghe bạn nói. Vấn đề là wish sử dụng như thế nào? I wish I could have. Could have. Wish nó có không con? Wish nó có mấy loại, nó cũng giống ít với con. Wish nó có mấy loại? Ba loại. Tương lai, hiện tại, quá khứ. Mà cái này đã đang có trường hợp nào? Hiện tại. À, đúng rồi. I wish I have got time to listen to you. Nếu mà have got time con nè, người ta đang haven't got time, nó là hiện tượng thành đúng không? Have got time nó biến thành gì? Have time thôi được rồi. Thầy thấy haven't got time thì nó sao sao ấy đúng không? Trước giờ là không để ý nè, nhưng giờ mới để ý cái cụm này nó có vấn đề sao? Haven't. Nó cũng có luôn ghê chứ. Nè, don't have time. Cứ là thầy nghĩ cái đó bằng nói còn có thời gian. Rất là bằng nói luôn á. I have time. I wish I had time to listen to you rồi. Mà còn phải có God nữa. Had là có rồi mà còn God nữa. Rõ ràng bạn nói. John mới được thả. John has just been released by the police. Oh, release, thả nha, release. They were speaking to SWAT team. To đi với gì? For gì? For me. Nhưng mà cái này có phải không? Cái này dùng to hay là dùng so? For me to hear them hả? Đấy cũng sao sao quá. Đấy chưa đủ không? They were speaking so softly that I couldn't hear them. So softly, so soft, còn so soft. So soft. Soft, chứ đúng không? Lúc người ta
Ừ, phải là tính từ. Đó, cái này ở cái này phải cần cẩn thận nha. Đó. Sâu sắc nhưng mà sâu sắc ly được, nhưng mà phải sâu sắc rồi chứ mà sâu sắc ly. I couldn't hear them. It Took five hours. it took you con, it took you. It took us. Well, it took us, but us too. It took us 5 hours to get to London. Đúng rồi, to get to London. I get to work in 20 minutes. It tốn, nó tốn về lại gì, ít ít gì, It nhưng mà hiện tại it took me 20 take minutes to get to to work. work. Đấy, this work be finished. Nè, hồi nãy mình thấy it is essential không? Đúng không? Đó, cái này là gì? This finished. Must Must finish it. gì Five con, must hours. gì, must gì, sao mà Must must finish, be. đúng rồi, must be finished, đây là có be finished đây mà. Cái cục ở trong cái khúc chơi này, cái câu thật ra cái câu chơi nó khó hơn cái dưới nữa. It is necessary that this work be finished. Ở trong cái cấu trúc này nha. It is cái này là didn't, quá khứ đúng không? I wish I. Quá khứ là không cần ở quá khứ, I I wish quá khứ mà hồi nãy mình làm quá khứ mà. I had been having. Ai hát gì, ai hát trong và hát đình, cái này mà đang ước người điều ngược lại mà, đúng không? I wish I had. Pity Gì không, me. cái gì đáng tiếc đó, thì điều đáng tiếc nó là wish đó con. I wish I had taken Đúng rồi, chạy cảnh. Breath is so tall, we can't eat it. Mì nó bị móc quá con. Chúng ta hôm nay thì về cái bánh mì nó không được gì. Isn't fresh nha, fresh. Ta phải dùng từ fresh cho con. Isn't fresh như thế nào? Right, even fresh.
us to eat. Đúng rồi, for us sau là fresh enough to eat. Okay. Nhưng mà for us ở có we này, ừ, được. Trường thật quả câu hỏi. Who's back gì? Không, cái này vẫn là câu hỏi á. Who's back gì? Who's back? Belong to. Thấy nó thiếu thiếu. Who's back? Who does this back? Who's back is belong to, đúng không? Bạn trở thành nhớ. Ờ, belong to. Who's back belong to. Câu này phải làm luôn. My boyfriend lose temper easily. Short temper nghĩa là dễ nó dễ nó là short temper angry con dễ nóng giận đó. Chứ easy to get angry chứ không phải là angry không đâu, dễ giận nóng tính đó. Phải dùng từ nóng tính đó. Lose temper nha, ừ, hai cái đi chung với nhau. Lose temper easily, easily. Ừ, không, để là check nữa, phải không phải chắc. Who's back? À, who's back is this? Đúng rồi. Đúng rồi, thấy nó có sao sao ấy. Who's back is this? Nè, yeah, his temper very easily. Ok, bữa nay đến đây thôi. Phải xem lại nhiều câu rồi, còn mấy cái này cơ bản không ạ? Ờ ừ, đúng là có mấy câu khó thì nhưng mà có mấy câu cơ bản ta xem lại cho nhớ nha. If chưa nhớ nè, which cũng chưa nhớ nè. Không ổn nha. Nè có nè, bây giờ phải coi là if rồi which rồi for to đúng không? For to for chứ. So that so as to rồi mấy cái câu tình thuật nữa nè. Rồi lưu ý nhớ cái vụ to be nha. To be. Vậy coi lại đi con. Coi lại cái bài này nữa. Nếu mà xuyên thì làm tiếp là cũng được. Bữa nay mình làm có ít. Ừ, chưa có đủ. Đây, do con còn cần thời gian để con nhớ lại cái kiến kiến thức đúng không? Đây còn phải có thời gian làm nóng nữa. Mà lỡ vô đó sai sao? Rồi phải ráng về ôm lại đi. Bây giờ chỉ cần đây còn con ôm lại từ đầu cuối luôn nè. Cái gì đó, câu hỏi đuôi chủ động bị động chắc không cần so sánh hơn chân thực nè, ôm chân thực nè rồi à, nãy giờ mấy cái mà thầy chỉ con á mình đều quan hệ nhưng mà ôm là if á, if với wish nè cơ bản nè rất là dễ, ráng ôm đi nha, học thuộc đi. Ok, see you on Friday. Cái bữa nay chắc mình phải ôm 2 tuần á, ôm nhiều nhiều chút cho xin đọc còn thấm. Okay. Ráng cày nha. Okay.